mình dễ bị mốc, bị nẻ, rất là khó chịu. Ngay từ đầu mình đã cảm thấy hợp với Đô, bây giờ mình khỏi phải dùng kem giữ ẩm sau khi tắm nữa. Da mình, xem này, mịn hẳn. Sữa tắm Đô chứa 1/4 hàm lượng kem dưỡng da, lưu lại trên da một lớp kem mỏng, giúp da bạn mềm mại và mịn màng. Vừa rồi, có một chị tự nhiên hỏi, sao da chị dạo này mịn và đẹp thế? Chị có dùng loại kem dưỡng da nào không? Viện Da Liễu thử nghiệm và chứng nhận sữa tắm Đô cho bạn làn da thực sự mịn màng hơn.